Trực tiếp, ca sĩ Mạnh Quỳnh và Wendy đã công bố sẽ hát song ca tri ân Phi Nhung và khán giả. Nhiều khán giả hâm mộ Phi Nhung hào hức chờ đợi màn song ca giữa người tình trên sân khấu của nữ ca sĩ là Mạnh Quỳnh với cô con gái ruột Wendy trên sân khấu hải ngoại trong thời gian tới. Tuy nhiên, Mạnh Quỳnh chính thức lên tiếng, không có chuyện đó đâu. Wendy Phạm là người con ruột duy nhất của dòng ca bông điên điển. Sự ra đi của Phi Nhung khiến người hâm mộ sững sờ và đau xót. Đã hơn nửa năm kể từ ngày Phi Nhung ra đi, nỗi nhớ thương người mẹ đông con nhất showbiz vẫn không nguôi ngoai trong lòng người hâm mộ. Nhớ chị, fan ngắm lại hình ảnh của chị, xem những màn biểu diễn trước đây của chị. Nhiều người yêu mến Phi Nhung đã dùng tình cảm cho Wendy, giọt máu duy nhất của Phi Nhung để lại. Trong một lần livestream cảm ơn tình cảm của khán giả dành cho mẹ Phi Nhung, chính Wendy đã nói rằng Wendy không hát hay bằng mẹ đâu, chỉ có mẹ thích Wendy hát thôi à. Rồi cô cất giọng hát vài câu thì bị khang tiếng nhìn giống mẹ, cách suy nghĩ giống mẹ, nhưng hát không giống mẹ tí nào đâu. Từ lúc mommy mất, giọng con bị bể, bị khen. Biết là mẹ không muốn con đi hát, mẹ lấy giọng Wendy đi theo rồi. Con gái Phi Nhung nghẹn ngào giải thích. Tuy nhiên, khán giả yêu mến Phi Nhung vẫn luôn muốn một lần được trông thấy con gái Phi Nhung đứng trên sân khấu hát với Mạnh Quỳnh. Gần đây có một số thông tin cho rằng, trong chương trình mới của Trung tâm Thúy Nga, Wendy sẽ có màn song ca với danh ca Mạnh Quỳnh trao đổi thông tin này với nam danh ca anh thốt lên trời đừng tin mấy tin vịt ấy làm gì có chuyện mạnh quỳnh song ca với wendy không có chuyện đó đâu vì sao mạnh quỳnh không xông ca với wendy câu trả lời từ người tình sân khấu của phi nhung là wendy không phải ca sĩ tuy nhiên rất có thể mạnh quỳnh sẽ biểu diễn cùng các con nuôi theo nghiệp cầm ca của phi nhung anh cho biết vì bên Thúy nhà hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của phi nhung là đưa ba người con nuôi của phi nhung sang mỹ để hát nên có thể Quỳnh sẽ tham gia với các cháu nếu phía Thúy Nga cần hỗ trợ từ Quỳnh.